bạn đang nghe từ Phonos Đạo Tu Yoga Tác giả Osho Người dịch Hà Thủy Nguyên Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos Với công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và giáo dục Lai phi lộ tâm trí không phải là thứ gì đó nó là một biến sự một thứ gì đó thì mang tính vật chất nhưng một biến sự thì là một quá trình một thứ gì đó giống như tảng đá còn biến sự thì như sống nó tồn tại nhưng không định hình nó chỉ là biến sự giữa, giữa gió và đại dương một tiến trình một hiện tượng đây là điều đầu tiên cần được biết tâm trí là một tiến trình như sống hay như sông nhưng nó không có vật chất nếu nó có vật chất thế thì nó không thể tan biến nếu nó không có vật chất nó có thể biến mất mà không để lại chút dấu vết gì khi sống tan biến vào đại dương điều gì còn lại chẳng gì cả không chút dấu vết thế nên những ai biết điều này sẽ nói tâm trí giống như chú chim trao luyện trên vùng trời chẳng dấu chân nào để lại không chút vết tích chú chim trao luyện nhưng không để lại lối đi không dấu chân tâm trí chính là một tiến trình thực tế là tâm trí không tồn tại chỉ suy nghĩ những suy nghĩ dịch chuyển quá nhanh tới nỗi bạn nghĩ được và cảm được rằng có thứ gì đó tồn tại ở đó liên tục một suy nghĩ đến suy nghĩ khác đi và cứ thế cứ thế khoảng hẩn giữa một suy nghĩ này và suy nghĩ khác quá nhỏ bạn không thể thấy nó thế nên hai suy nghĩ nối liền nhau trở nên liên tiếp và vì sự liên tiếp ấy bạn nghĩ rằng đó là một tâm trí có những suy nghĩ không phải tâm trí chỉ là những electron không phải vật chất các suy nghĩ là những electron của tâm trí giống như đám đông một đám đông tồn tại theo một nghĩa nhưng không tồn tại ở nghĩa khác chỉ những cá thể tồn tại còn nhiều cá thể cùng nhau thì tạo ra cảm giác như thể chúng là một quốc gia có thể tồn tại hay không tồn tại chỉ có các cá nhân vẫn luôn có đó các cá nhân là electron của một quốc gia một cộng đồng một đám đông suy nghĩ tồn tại tâm trí không tồn tại. Tâm trí chỉ là cái hiển hiện và khi bạn nhìn sâu hơn vào tâm trí, nó biến mất. Thế thì suy nghĩ có đó, nhưng khi tâm trí biến mất và các suy nghĩ riêng biệt tồn tại, nhiều khúc mắc ngay lập tức giải quyết. Điều đầu tiên, ngay tức thì, bạn biết rằng các suy nghĩ tựa hồ đám mây, chúng đến và đi và bạn là bầu trời. Khi không có tâm trí, ngay tức thì nhận thức đến nên bạn không còn liên đới gì tới các suy nghĩ các suy nghĩ ở đó trôi qua bạn như những đám mây trôi qua bầu trời hay cơn gió lùa qua các tán cây suy nghĩ trôi qua bạn và chúng có thể trôi qua bởi vì bạn là một khoảng trống bao la không trở ngại chẳng ngăn cản không có bức tường nào tồn tại ngăn chúng lại bạn không phải là một biến sự bị đóng khung Bầu trời trong bạn mở ra không giới hạn, suy nghĩ đến và đi. Và một khi bạn bắt đầu cảm thấy rằng suy nghĩ đến và đi và bạn là người quan sát, nhân chứng, thế thì tâm trí đã được kiểm soát. Uso. Trích Yoga bí ẩn bên kia tâm trí. Chương 1. Giới thiệu đạo tu yoga. chúng ta sống trong một ảo tưởng sâu thẳm, một ảo tưởng về hy vọng, về tương lai, về ngày mai. Khi con người ở trong đó thì không thể tồn tại mà thiếu sự tự huyễn. Nietzsche nói đâu đó rằng, con người không thể sống với chân lý, rằng mình cần mơ, mình cần ảo tưởng, mình cần những lời dối trá để tồn tại. Và Nietzsche đã đúng. Khi con người ở trong đó, con người không thể tồn tại bằng chân lý. Điều này phải được thấu triệt, bởi vì không hiểu điều này, không có lối đi vào một cuộc khám phá được gọi là yoga. Tâm trí phải được hiểu một cách thấu triệt. Đó là tâm trí cần dối trá, tâm trí cần ảo tưởng. Tâm trí không thể tồn tại bằng cái thực. Tâm trí cần những giấc mơ. Bạn không chỉ mơ vào ban đêm, thậm chí trong khi thức, bạn vẫn cứ tiếp tục mơ màng. Bạn có thể nhìn vào tôi bạn có thể nghe tôi nhưng một chuỗi mơ màng liên tục cứ lởn vởn trong bạn tâm trí tạo ra mơ màng ảo ảnh hư huyễn giờ đây các nhà khoa học nói rằng một người có thể sống không cần ngủ nhưng không thể sống mà thiếu mơ trong quá khứ điều này được hiểu rằng giấc ngủ là điều cần thiết nhưng bây giờ nghiên cứu hiện đại nói rằng giấc ngủ không thực sự cần thiết giấc ngủ chỉ cần để bạn có thể mơ mơ là cần thiết nếu bạn được ngủ mà không được mơ bạn sẽ không cảm thấy tươi mới đầy sức sống vào sáng sớm bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi cứ như thể bạn chưa ngủ được một chút nào vào mỗi đêm khi ngủ có những lúc bạn ngủ sâu và có những lúc bạn mơ nó giống như một nhịp điệu tương tự ngày và đêm có một nhịp điệu Ban đầu bạn rơi vào giấc ngủ sâu khoảng 40 đến 45 phút. Sau đó là tới giai đoạn mơ, rồi bạn mơ. Sau đó lại ngủ không mơ và rồi lại mơ. Điều này tiếp diễn cả đêm. Nếu giấc ngủ của bạn bị quấy rầy trong khi bạn ngủ sâu mà không mơ, khi bạn tỉnh lại vào buổi sáng, bạn sẽ không cảm thấy rằng bạn đã bỏ lỡ điều gì cả. Nhưng nếu giấc mơ bị quấy rầy trong khi bạn mơ, vào sáng sớm, bạn sẽ thấy hoàn toàn kiệt quệ, mỏi mệt. Bây giờ, điều này có thể được quan sát từ bên ngoài. Nếu ai đó ngủ, bạn có thể đánh giá liệu người ấy đang mơ hay ngủ. Nếu mơ, thì đôi mắt sẽ liên tục di chuyển, như thể đang nhìn thứ gì đó bằng đôi mắt đã nhắm. Khi trong giấc ngủ sâu, đôi mắt không di chuyển, chúng vẫn ổn định. Do đó, nếu giấc ngủ của bạn bị quấy nhiễu trong khi đôi mắt di chuyển vào buổi sáng bạn sẽ cảm thấy mệt trong khi đôi mắt không di chuyển giấc ngủ có thể bị làm phiền vào buổi sáng bạn sẽ không cảm thấy bị thiếu ngủ nhiều nhà nghiên cứu chứng minh rằng tâm trí con người tiêu thụ các giấc mơ mơ là cần thiết và mơ là sự tự lừa và điều này không chỉ diễn ra vào ban đêm khi thức mô hình tương tự cũng diễn ra thậm chí vào ban ngày bạn có thể để ý thấy rằng thỉnh thoảng sẽ có những giấc mơ trôi qua tâm trí thỉnh thoảng chẳng hề có giấc mơ nào khi những giấc mơ diễn ra bạn có làm điều gì đó nhưng bạn không ở đó bên trong bạn đã bị chiếm hữu ví dụ bạn ở đây nếu tâm trí bạn trôi qua một trạng thái mơ màng thì bạn nghe tôi nói mà không nghe được bất cứ điều gì bởi vì tâm trí bạn đã bị chiếm hữu bạn chỉ có thể nghe thấy tôi nếu bạn không trong trạng thái mơ màng ngày và đêm tâm trí cứ thế di chuyển từ không mơ tới mơ rồi từ mơ tới không mơ đây là nhịp điệu bên trong không chỉ chúng ta mơ liên tiếp mà trong cuộc sống chúng ta cũng gửi gắm các hy vọng vào tương lai hiện tại hầu như luôn là địa ngục bạn có thể chịu đựng địa ngục chỉ bởi vì hy vọng rằng bạn gửi gắm gì đó cho tương lai bạn có thể sống hôm nay bởi vì ngày mai. Bạn hy vọng thứ gì đó sẽ xảy ra vào ngày mai. Những cánh cửa thiên đường sẽ mở vào ngày mai. Chúng không mở ngày hôm nay, và khi ngày mai tới thì nó cũng không mở. Nó tới vào hôm nay. Nhưng vào lúc đó thì tâm trí lại di chuyển. Bạn tiếp tục di chuyển về phía trước bạn. Đây chính là nghĩa thực sự của mơ màng. Bạn không lầm một với cái thực mà chỉ gần tới với những gì ngay tại đây và ngay lúc này. Bạn ở đâu đó khác, dịch chuyển lên trước, nhảy lên phía trước. Bạn định danh ngày mai ấy, tương lai ấy, theo nhiều cách khác nhau. Vài người gọi nó là thiên đường, vài người gọi nó là Motsa, nghĩa là giải thoát khỏi luân hồi. Nhưng nó luôn ở tương lai. Ai đó nghĩ về tài sản, nhưng tài sản sẽ tới trong tương lai và ai đó nghĩ về thiên đường và thiên đường sẽ tới sau khi bạn chết xa rất xa ở tương lai bạn lãng phí hiện tại vì những điều không có đây chính là nghĩa thực sự của mơ màng bạn không thể ở đây và lúc này để thuần túy ở trong khắc thời này dường như quá khó khăn bạn có thể ở trong quá khứ và đó cũng là mơ màng ký ức hồi tưởng về những thứ không còn nữa hoặc bạn có thể ở tương lai những thứ đoán định vốn tạo ra điều gì đó từ quá khứ tương lai hư không nhưng quá khứ đã đoán định nó nó có thể rực rỡ hơn tốt đẹp hơn dễ chịu hơn nhưng nó là thứ quá khứ đã được thanh lọc bạn không thể nghĩ bất cứ điều gì khác ngoài quá khứ tương lai là hư không nhưng quá khứ lại đoán định ra nó tương lai và quá khứ đều không là gì cả. Chỉ hiện tại thôi, nhưng bạn không bao giờ ở trong hiện tại. Đây là ý nghĩa của mơ màng. Nisa đã đúng khi ông nói rằng con người không sống trong chân lý. Con người dối trá, con người sống nhờ dối trá. Nisa nói rằng chúng ta tiếp tục nói rằng chúng ta muốn chân lý, nhưng không ai muốn cả. Những điều mà chúng ta gọi là chân lý chẳng là gì ngoài dối trá những lời dối trá đẹp đẽ không ai sẵn sàng để thấy hiện thực trần trụi tâm trí này không thể thâm nhập vào đạo tu yoga bởi vì yoga là một pháp tu khải lộ chân lý yoga là phương pháp để đến với tâm trí không mơ màng yoga là khoa học của lúc này và ở đây yoga nghĩa là giờ đây bạn sẵn sàng để ngừng dịch chuyển tới tương lai yoga nghĩa là giờ đây bạn sẵn sàng để vô vọng không nhảy về phía trước của tồn tại yoga nghĩa là va đập vào thực tại như nó vẫn là một người có thể bước vào yoga hay đạo tu yoga chỉ khi người ấy hoàn toàn chống lại tâm trí của mình như nó vốn thế nếu bạn vẫn hy vọng rằng bạn có thể gặt hái điều gì đó bằng tâm trí yoga không dành cho bạn một sự chống chọi toàn bộ là cần thiết đại ngộ rằng thứ tâm trí đoán định là tầm phào, thứ tâm trí hy vọng là vô nghĩa, chẳng dẫn tới đâu cả. Nó chỉ che mắt bạn, chuốt say bạn, không bao giờ cho phép thực tại được khải lộ trong bạn. Nó khiến bạn chống lại thực tại. Tâm trí bạn là ma túy, nó chống lại điều vốn là. Thế nên, bạn có thể bước vào con đường này chỉ khi bạn chống lại tâm trí của mình, bằng cách thức của tồn tại, bằng cách thức mà bạn đã hiện hữu từ trước tới nay và bạn có thể buông bỏ tâm trí vô điều kiện. Nhiều người hứng thú nhưng rất ít người bước vào bởi vì hứng thú có thể chỉ do tâm trí gây ra. Bạn có thể hy vọng rằng giờ đây bằng yoga bạn đạt được gì đó. Động lực đạt thành tựu ở đó với hy vọng rằng bạn có thể trở nên hoàn hảo với yoga. Thế thì bạn có thể đạt tới trạng thái phúc lạc của tồn tại toàn hảo rằng bạn có thể trở thành ai đó với brahman nghĩa là trạng thái hòa nhập với toàn thể rằng bạn có thể đạt tới sachitananda nghĩa là thực tại tối hậu điều này có thể là lý do bạn hứng thú với yoga nếu đây là nguyên nhân thế thì có thể chẳng hề có điểm chạm nào giữa bạn và đạo tu được gọi là yoga thế thì bạn hoàn toàn đi ngược lại nó dịch chuyển vào chiều kích đối ngược yoga nghĩa là giờ đây chẳng hy vọng giờ đây chẳng tương lai giờ đây chẳng ham muốn nhưng tôi sẵn sàng để biết nó là gì tôi chẳng hứng thú với những gì có thể là sẽ là và nhất định là tôi không hề hứng thú tôi chỉ hứng thú với những gì vốn là vậy bởi vì chỉ cái thật mới có thể giải phóng bạn chỉ thực tại mới có thể trở nên tự do Tuyệt vọng hoàn toàn là cần thiết. Tuyệt vọng đó được Đức Phật gọi là Dukha, nghĩa là khổ. Nếu bạn thực sự trong khốn khổ, đừng hy vọng, bởi vì hy vọng của bạn sẽ chỉ kéo dài khốn khổ. Hy vọng là ma túy. Nó có thể giúp bạn duy trì, nhưng bạn sẽ tới đâu? Nó sẽ chỉ khiến bạn chạm tới cái chết và không gì khác. Tất cả hy vọng của bạn chỉ có thể dẫn bạn tới cái chết bạn bị điều hướng trở nên vô vọng tuyệt đối chẳng tương lai chẳng hy vọng thật khó điều đó cần dũng cảm để đối mặt với cái thực nhưng khắc thời như vậy đến với tất cả mọi người lúc này hay lúc khác một khắc thời đến với mọi con người khi cảm thấy hoàn toàn vô vọng vô nghĩa tuyệt đối diễn ra khi trở nên nhận thức rằng tất cả điều gì ta làm đều vô nghĩa bất cứ điều gì sẽ làm để chẳng dẫn tới đâu và toàn bộ cuộc sống là vô nghĩa thế thì hy vọng rơi rụng tương lai rơi rụng và đó là lần đầu tiên hòa nhịp với hiện tại lần đầu tiên đối diện với thực tại nếu khắc thời này không tới với bạn bạn chỉ đang tiếp tục thực hiện các asanas tức các tư thế điệu bộ nhưng không phải yoga yoga là sự quay vào bên trong sự quay vào toàn bộ khi bạn không dịch chuyển vào tương lai không dịch chuyển theo quá khứ thế thì bạn bắt đầu dịch chuyển vào nội tại của bạn bởi vì tồn tại của bạn là ở đây và bây giờ không phải tương lai bạn là hiện tại bây giờ và ở đây bạn có thể bước vào thực tại nhưng rồi tâm trí bạn phải ở đây khắc thời được biểu lộ bởi đoạn kinh patanjali đầu tiên trước khi chúng ta nói về bản kinh đầu tiên có một vài thứ cần được thông tỏ nói thêm đoạn kinh patanjali đầu tiên ý nói bản yoga sutra được cho là do patanjali một nhà huyền môn ấn độ soạn trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ hai đến thế kỷ thứ tư trở lại nội dung chính yoga không phải một tôn giáo Hãy nhớ điều đó. Yoga không phải Hindu, không phải tôn giáo Islam. Yoga là một khoa học thuần túy giống toán học, vật lý hay hóa học. Vật lý không phải Kỳ Tô giáo. Vật lý không phải Phật giáo. Kỳ Tô giáo có thể khám phá ra những luật của vật lý, nhưng vật lý không phải Kỳ Tô giáo. Chỉ ngẫu nhiên thôi khi những người Kitô tiến đến khám phá các luật của vật lý. Vật lý vẫn là một khoa học. Yoga là một khoa học. Chỉ ngẫu nhiên Hindu giáo khám phá ra nó. Nó không phải Hindu. Nó là toán học thuần túy của thực tại bên trong. Một người Islam có thể là một yogi. Một người Kitô giáo có thể là một yogi. Một người Jain giáo hay Phật giáo cũng có thể là yogi. Yoga là khoa học thuần túy và Patanjali là cái tên vĩ đại nhất trong thế giới yoga người đàn ông này rất hiếm gặp không có cái tên nào có thể sánh với patanjali lần đầu tiên trong lịch sử loài người đã có thể mang tôn giáo tới địa hạt của khoa học ông ta khiến tôn giáo thành một khoa học một tôn giáo của những luật thuần túy chẳng đức tin nào trở nên cần thiết tôn giáo mà thế giới thường thấy cần đức tin không có sự khác biệt giữa tôn giáo này và tôn giáo khác ngoại trừ khác biệt đức tin người theo Mohammed có đức tin nào đó Hindu có đức tin nào đó khác và một đức tin khác của Kitô điểm khác biệt là về đức tin Yoga không có thứ nào theo tôi biết là đức tin để mà quan tâm Yoga không nói bằng đức tin vào bất cứ điều gì Yoga lên tiếng bằng trải nghiệm như khoa học nói bằng thí nghiệm yoga nói bằng trải nghiệm trải nghiệm và thí nghiệm đều như nhau chỉ các chiều hướng khác nhau thôi thí nghiệm nghĩa là có gì đó bạn cần thực hiện ở ngoài kia trải nghiệm nghĩa là điều gì đó cần làm bên trong trải nghiệm chính là một cuộc thí nghiệm nội tại khoa học nói đừng tin nghi ngờ nhiều nhất có thể nhưng cũng nói đừng mất niềm tin bởi vì mất niềm tin thực ra cũng là một loại của đức tin bạn có thể tin vào thượng đế bạn có thể tin vào khái niệm không thượng đế bạn có thể nói rằng thượng đế tồn tại bằng một thái độ cuồng tín và bạn có thể nói điều ngược lại cũng chẳng kém gì rằng thượng đế không tồn tại cũng bằng sự cuồng tín tương tự các nhà vô thần thần học đều là những tín đồ và đức tin không phải là địa hạt của khoa học khoa học có nghĩa là trải nghiệm thứ gì đó thế nên chẳng đức tin nào cần thiết chỉ lòng dũng cảm trải nghiệm là cần và đó là những gì đang thiếu điều thứ hai cần nhớ đó là yoga là hiện sinh khả nghiệm thực chứng không niềm tin nào cần phải có không đức tin nào cần thiết chỉ sự dũng cảm trải nghiệm là cần thiết và đó là những gì ta thiếu bạn có thể tin tưởng dễ dàng bởi vì trong niềm tin ấy, bạn sẽ không chuyển hóa. Niềm tin là thứ gì đó bổ sung thêm vào bạn, một thứ gì đó hời hợt. Bản thể của bạn không đổi, chúng không trải qua bất cứ đột biến nào. Bạn có thể là một người Hindu vào ngày nào đó và trở thành người Kitô giáo vào ngày kế tiếp. Chỉ đơn giản bằng cách thay Vita bằng kinh thánh. Bạn có thể thay nó bằng cuốn sách Quran nhưng ai vẫn giữ ghi ta và giờ giữ kinh thánh thì vẫn chỉ thế thôi người ấy chỉ đơn giản là đổi đức tin đức tin giống như áo quần chẳng thứ gì đáng kể được chuyển hóa bạn vẫn thế hãy mổ xẻ hindu hãy mổ xẻ islam trong đó đều vậy cả người hindu tới đền người islam ghét đền người islam tới giáo đường và người hindu ghét giáo đường nhưng bên trong họ đều y chang nhau đức tin là điều dễ dàng bởi vì bạn không thực sự bị đòi hỏi bất cứ điều gì chỉ là thứ điểm trang hời hợt một thứ đồ trang trí thứ gì đó bạn có thể đặt sang một bên bất cứ khi nào bạn thích yoga không phải đức tin đó là lý do vì sao nó khó gian khổ đôi khi như thể là bất khả đó là cách tiếp cận hiện sinh bạn sẽ đến với chân lý không qua niềm tin mà qua trải nghiệm của chính mình qua nhận thức của chính mình điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải hoàn toàn thay đổi quan điểm của bạn cách bạn sống tâm trí bạn tâm thần bạn như thể nó phải bị tiêu tán hoàn toàn thứ gì đó mới mẻ phải được tạo ra chỉ bằng điều mới bạn bước vào sự liên thông với thực tại yoga là cả cái chết và sự sống mới như bạn vẫn là thì bạn sẽ phải chết và nếu bạn không chết điều mới không thể được sinh ra điều mới được giấu bên trong bạn bạn là hạt giống và hạt giống phải được gieo xuống lấp trong đất hạt giống phải chết chỉ thế thì cái mới có thể nảy nở trong bạn cái chết của bạn sẽ trở thành đời sống mới yoga là cả cái chết và sự sống mới nếu bạn không sẵn sàng để chết bạn không thể tái sinh thế nên đó không phải là câu hỏi về sự thay đổi đức tin yoga không phải triết học tôi nói nó không phải một tôn giáo và tôi nói nó không phải triết học nó không phải thứ gì đó bạn có thể suy tư nó là thứ mà bạn sẽ phải là suy tư không làm được suy tư tiếp diễn trong đầu bạn nó không thực sự sâu trong căn cốt bản thể nó không phải bản thể trọn vẹn cũng không phải một phần một phần chuyên trách nó có thể được luyện và bạn có thể tranh luận một cách logic bạn có thể suy nghĩ duy lý nhưng trái tim bạn vẫn vậy thôi trái tim bạn ở cốt tủy sâu xa nhất cái đầu của bạn chỉ là nhánh cây bạn có thể không cần đầu nhưng bạn không thể thiếu trái tim đầu không phải một thứ cơ bản yoga liên quan đến bản thể trọn vẹn với căn cốt của bạn nó không hề triết học thế nên với patanjali chúng ta sẽ cố gắng biết luật tối thượng về tồn tại luật của chuyển hóa luật về cách chết và cách tái sinh luật về trật tự tồn tại mới đó là lý do tại sao tôi gọi đó là khoa học patanjali rất hiếm có ông là một người giác ngộ giống đức phật mohammed zarathustra nhưng ông khác đức phật krishna mahavira Zarathustra, Mohammed, không ai trong số họ có một thái độ khoa học. Họ là những nhà sáng lập tôn giáo vĩ đại. Họ thay đổi toàn bộ khuôn khổ tâm trí nhân loại cũng như cấu trúc của nó. Nhưng cách tiếp cận của họ không khoa học. Patanjali giống Einstein trong thế giới các bậc giác ngộ. Ông là một hiện tượng. Ông hẳn có thể nhận giải Nobel như Einstein hay Bohr hay Max Planck hay heisenberg ông có cùng thái độ cùng cách tiếp cận như một tâm trí nghiêm ngặt và khoa học ông không phải nhà thơ krishna là một nhà thơ ông không phải nhà đạo đức mahavira là nhà đạo đức patanjali cơ bản là một nhà khoa học suy tư về các luật và ông tiến tới suy đoán về luật tuyệt đối của nhân loại cấu trúc vận hành tuyệt đối của tâm trí con người và thực tại nếu bạn theo Patanjali, bạn rồi sẽ biết rằng ông chính xác như bất cứ công thức toán học nào. Đơn giản là làm những gì ông nói và kết quả sẽ tự đến. Kết quả chắc chắn sẽ đến, chỉ giống như 2 với 2 là 4 hay như đun nước ở 100 độ thì sẽ sôi. Không cần đến đức tin để làm gì. Bạn đơn giản là thực hiện nó và biết nó là thứ gì đó được thực hiện và biết đó là lý do tại sao tôi nói rằng chẳng có sự so sánh nào không bao giờ có ai khác như patanjali tồn tại trên thế giới bạn có thể tìm thấy thơ ca trong cách nói của đức phật chắc chắn thế nhiều lần đức phật biểu lộ bản thân mình ngài trở nên thơ mộng cõi giới cực lạc cõi giới của cái biết tuyệt đối thật đẹp cám dỗ trở nên thơ mộng thật mạnh mẽ xiết bao cái đẹp cũng thế phúc lành cũng thế cực lạc cũng thế, đều là lối nói thơ mộng. Nhưng Patanjali chống lại điều đó, thật khó để chống lại, không ai khác có thể. Jesus, Krishna, Đức Phật đều trở nên thơ mộng. khi vẽ huy hoàng, cái đẹp bùng nổ trong bạn, bạn sẽ bắt đầu nhảy múa, bạn sẽ hát. trong trạng thái ấy, bạn chỉ như một tình nhân đương yêu toàn bộ vũ trụ. Patanjali chống lại điều đó. Ông sẽ không dùng thơ ca. Ông thậm chí không dùng một biểu tượng thơ ca nào. Ông không thực hiện bất cứ thứ gì bằng thơ ca. Ông không nói về khái niệm đẹp. Ông nói về khái niệm toán học, về sự chính xác. Ông sẽ đưa bạn châm ngôn, nhưng những châm ngôn đó là những chỉ dẫn về điều cần làm. Ông sẽ không bùng nổ thăng hoa. Ông sẽ không nói những điều không thể nói. Ông sẽ không cố làm điều không thể ông sẽ chỉ đặt nền móng và nếu bạn đi theo nền móng ấy bạn sẽ phải chạm đến đỉnh cao nhất ông là một nhà toán học nghiêm khắc hãy nhớ điều này câu kinh đầu tiên bây giờ pháp tu của yoga mỗi từ đơn lẻ phải được thấu triệt bởi vì patanjali sẽ không dùng những từ hời hợt riêng rẽ bây giờ pháp tu của yoga Đầu tiên cần cố hiểu từ bây giờ. Bây giờ chính là một chỉ dẫn tới trạng thái tâm trí mà tôi đã nói trước đó. Nếu bạn không ảo mộng, nếu bạn vô vọng, nếu bạn hoàn toàn ý thức được mọi ham muốn đều vô dụng. Nếu bạn thấy cuộc đời là vô nghĩa thì bất cứ điều gì bạn làm tới giờ chỉ đơn giản là chết cục. Không thứ gì còn trong tương lai. Bạn tuyệt đối tuyệt vọng những gì kie gọi đó là thống khổ bạn là kẻ thống khổ chịu đựng không biết điều cần làm không biết nơi cần đi không biết phải trở thành ai chỉ ở bờ vực của điên loạn hay tự sát hay cái chết toàn bộ khuôn khổ cuộc sống của bạn đột nhiên vô tích sự nếu khoảnh khắc này đến patanjali nói bây giờ pháp tu của yoga chỉ bây giờ có thể khiến bạn hiểu khoa học của yoga pháp tu của yoga. Nếu khắc thời đó không đến, bạn có thể tiếp tục nghiên cứu yoga. Bạn có thể trở thành học giả vĩ đại, nhưng bạn sẽ không thể trở thành yogi. Bạn có thể viết những điều này, bạn có thể đàm luận về nó, nhưng bạn sẽ không trở thành yogi. Khắc thời không đến với bạn. Bạn có thể trở nên hứng thú về mặt trí tuệ. Thông qua tâm trí, bạn có thể liên đới tới yoga, nhưng yoga chẳng là gì? Nếu không phải một pháp tu, yoga không phải là satra, nghĩa là giới luật. Nó không phải là giới luật. Nó là pháp tu. Nó là thứ gì đó bạn phải làm. Nó không phải sự tò mò, nó không phải là suy đoán triết học. Nó sâu hơn thế. Nó là câu hỏi về sự sống và cái chết. Nếu khắc thời đến, khi bạn cảm thấy mọi phương hướng đều rối mù, mọi con đường đều biến mất, tương lai đen tối và mọi ham muốn trở nên cay đắng và mọi ham muốn bạn biết đến chỉ là sự thất vọng tất cả sự đeo đuổi hy vọng và mơ mộng đều chấm dứt bây giờ pháp tu của yoga bây giờ không thể đến thế thì tôi có thể tiếp tục nói về yoga nhưng bạn sẽ không nghe bạn có thể nghe chỉ khi khắc thời là hiện tại trong bạn liệu bạn có thực sự bất mãn mọi người sẽ nói có nhưng sự bất mãn ấy không thật bạn bất mãn với điều này bạn có thể bất mãn với điều khác nhưng bạn không hoàn toàn bất mãn bạn vẫn hy vọng bạn bất mãn với hy vọng trong quá khứ của mình nhưng bạn vẫn hy vọng vào tương lai bất mãn của bạn không toàn bộ bạn vẫn cứ khao khát thỏa mãn đâu đó lạc thú đâu đó thỉnh thoảng bạn cảm thấy vô vọng nhưng vô vọng này không thật bạn cảm thấy vô vọng bởi vì niềm hy vọng nào đó không đạt được niềm hy vọng nào đó đã sụp đổ nhưng hy vọng vẫn có đó hy vọng không sụp đổ bạn sẽ vẫn cứ hy vọng bạn bất mãn với niềm hy vọng này niềm hy vọng khác nhưng bạn không bất mãn với hy vọng chút nào nếu bạn thất vọng với hy vọng thì khắc thời sẽ tới và rồi bạn có thể bước vào yoga và thế là lối vào này không phải sự bước vào một hiện tượng tâm trí hay lý thuyết, sự bước vào sẽ là bước vào một pháp tu. Pháp tu là gì? Pháp tu nghĩa là tạo ra một trật tự trong bạn. Như hiện nay bạn là một hỗn độn, bạn đang hoàn toàn lộn xộn. Gupchef từng nói và Gupchef có nhiều điểm tương đồng với Patanjali. Ông cũng cố biến cốt lõi của tôn giáo thành khoa học. Gupchev nói rằng, bạn không phải ai đó, bạn là một đám đông. Kể cả khi bạn nói tôi là gì, thì cũng có nhiều tôi, có nhiều tôi trong bạn, nhiều cái tôi. Vào buổi sáng, một tôi, vào buổi chiều, lại cái tôi khác. Và vào buổi tối, tôi thứ ba xuất hiện. Nhưng bạn không bao giờ nhận thức được mớ hỗn độn này. Bởi vì ai trong số những cái tôi đó sẽ nhận thức được cơ chứ? không có một cốt yếu, trung tâm để mà nhận thức được mớ hỗn độn đó. Nói thêm, George Ivanovich Gubchev sinh trong khoảng 1866-1877, mất vào 29 tháng 10 năm 1949, là một triết gia, nhà huyền môn, nhà soạn nhạc gốc Hy Lạp và Armenia. Gubchev cho rằng hầu hết con người không sở hữu một ý thức thống nhất và do đó sống cuộc đời mình trong trạng thái ngủ mê nhưng có thể đánh thức ở trạng thái ý thức cao hơn và đạt được tiềm năng đầy đủ của con người bằng pháp tu hành tức là thông qua chuyển động nhảy múa âm nhạc và sáng tạo trở lại nội dung chính pháp tu của yoga nghĩa là yoga muốn tạo ra một cốt yếu tinh túy trong bạn bạn đang là một đám đông và một đám đông có nhiều hiện tượng một là bạn không thể tin đám đông. Gupchef từng nói rằng, con người không thể hứa hẹn. Ai sẽ hứa hẹn chứ? Bạn không thể ở đó. Nếu bạn hứa hẹn, ai sẽ hoàn thành lời hứa? Sáng mai người hứa hẹn đã chẳng ở đó nữa rồi. Một người đến với tôi và nói rằng, bây giờ tôi sẽ thề nguyện, tôi hứa sẽ làm thế. Và tôi nói với họ, nghĩ kỹ trước khi hứa điều gì đó. Liệu bạn có tự tin rằng ngay sau đó người hứa vẫn còn đó không? Bạn quyết định rằng bắt đầu vào ngày mai mình sẽ dậy sớm lúc 4 giờ. Và vào 4 giờ thì ai đó trong bạn nói đừng bận tâm, trời bên ngoài lạnh lắm. Và sao mà mi phải vội vã? Chúng ta có thể làm thế vào ngày mai. Và bạn ngủ tiếp. Khi bạn dậy, bạn ăn năn và nghĩ, thật không tốt, tôi sẽ phải thực hiện điều đó bạn lại quyết định, ngày mai tôi sẽ thực hiện nó. Và điều tương tự sẽ diễn ra vào ngày mai, bởi vì vào 4 giờ sáng, ai đó đã hứa thì không còn đó. Ai đó khác đang chễm chệ trên ghế. Bạn là một câu lạc bộ vòng quanh. Chủ tọa cứ thế thay đổi và mỗi thành viên lại trở thành chủ tọa vòng quanh. Đó là vòng lập, mỗi lúc lại có người khác làm chủ. gupchef từng nói, đây là đặc trưng chủ yếu của con người không thể hứa bạn không thể hoàn thành lời hứa bạn tiếp tục đưa ra lời hứa và bạn biết rõ rằng bạn không thể thực hiện bởi vì bạn không phải người đó bạn là một mớ lộn xộn một sự hỗn độn do đó patanjali nói bây giờ pháp tu của yoga nếu cuộc đời bạn trở nên đau khổ cực độ nếu bạn nhận ra rằng bất cứ điều gì bạn tạo ra đều là địa ngục thế thì khắc thời đã đến khắc thời có thể thay đổi chiều kích của bạn phương hướng của tồn tại nơi bạn cho đến giờ bạn vẫn sống như một mớ hỗn độn một đám đông yoga có nghĩa là bây giờ bạn sẽ phải là một hòa điệu bạn sẽ phải hợp nhất một sự kết tinh cần có một sự nhập định cần có và nếu bạn không đạt được nhập định thì tất cả những gì bạn làm đều vô ích lãng phí cuộc đời và thời gian. Nhập định là điều cần thiết đầu tiên và chỉ người nào có nhập định thì mới có thể phúc lạc. Mọi người khao khát nó, nhưng bạn không thể khao khát nó. Bạn phải đạt được nó. Mọi người đối khác trạng thái phúc lạc của bản thể, nhưng chỉ ai nhập định mới có thể phúc lạc. Đám đông không thể phúc lạc. Đám đông không có bản ngã, không có atman, nghĩa là chân ngã cái tôi nào sẽ phúc lạc chứ phúc lạc có nghĩa là tĩnh tại tuyệt đối và tĩnh tại chỉ có thể khi hài hòa khi tất cả mảnh vụn bất hòa hợp nhất khi không có đám đông khi trở thành nhất thể khi bạn đơn độc trong căn nhà và chẳng ai khác ở đó bạn sẽ phúc lạc ngay lúc này mọi người khác ở trong nhà họ bạn không ở đó chỉ những người khách ở đó người chủ luôn vắng mặt và chỉ người chủ có thể phúc lạc. Nhập định được Patanjali coi là Pháp Tu Anushasanam. Từ Pháp Tu, tức Discipline, thật đẹp. Nó đến từ góc tương đương Disciple, tức Môn Đồ. Pháp Tu nghĩa là khả năng học, khả năng biết. Nhưng bạn không thể biết, không thể học nếu bạn không đạt được khả năng hiện diện. Một người từng tới gặp Đức Phật và nói, Ông ta hẳn phải là một nhà cải cách xã hội một nhà cách mạng ông nói với phật thế này thế giới chìm trong khổ đau tôi đồng ý với ngài như vậy đức phật không bao giờ nói rằng thế giới chìm trong khổ đau đức phật nói bạn là khổ đau không phải thế giới cuộc đời khổ đau nhưng thế giới thì không nhưng nhà cách mạng nói thế giới chìm trong khổ đau tôi đồng ý với ngài như vậy Giờ thì hãy nói cho tôi biết tôi có thể làm gì. Tôi có một lòng trắc ẩn sâu sắc và tôi muốn phụng sự nhân loại. Phụng sự hẳn phải là ngụ ngôn. Đức Phật nhìn anh ta và vẫn im lặng. Môn đồ của Phật, Ananda nói, Người này thật chân thành, hãy hướng dẫn cho ông ta. Tại sao Ngài im lặng? Thế là Đức Phật lên tiếng, Ngài nói với nhà cách mạng, ông muốn phụng sự thế gian nhưng ông là ai tôi không thấy bất cứ ai bên trong cả tôi thấy trong ông không có một ai ông không nhập định và nếu ông không nhập định khi làm bất cứ điều gì thì sẽ tạo ra nhiều tội ác tất cả những nhà cải cách xã hội các nhà cách mạng lãnh đạo chính là những kẻ gây ra tội ác những kẻ phá hoại thế giới sẽ tốt hơn nếu không có lãnh đạo nhưng họ không thể giúp được gì họ phải làm gì đó bởi vì thế giới chìm trong đau khổ và họ không hề nhập định nên bất cứ điều gì họ làm đều chỉ gây thêm nhiều đau khổ lòng trắc ẩn thôi sẽ chẳng giúp được gì phụng sự thôi sẽ chẳng ích gì lòng trắc ẩn trong bản thể cốt yếu là điều gì đó hoàn toàn khác trắc ẩn bằng đám đông là tội ác thế thì lòng trắc ẩn trở thành thuốc độc bây giờ pháp tu của yoga pháp tu có nghĩa là khả năng hiện diện khả năng biết khả năng học chúng ta phải thấu rõ ba điều này khả năng hiện diện tất cả các tư thế yoga không thực sự liên quan đến thân thể chúng liên quan đến khả năng hiện diện patanjali nói rằng nếu bạn có thể ngồi yên lặng mà không dịch chuyển thân thể bạn trong vài giờ bạn sẽ tinh tấn trong khả năng hiện diện tại sao bạn dịch chuyển bạn không thể ngồi mà không dịch chuyển thậm chí trong vài giây cơ thể bạn bắt đầu dịch chuyển bạn thấy ngứa ngáy đâu đó chân tê cứng nhiều điều bắt đầu xảy ra những điều này chỉ vang nài bạn hãy dịch chuyển bạn không phải chủ nhân bạn không thể nói với thân thể rằng bây giờ ta sẽ không dịch chuyển trong một giờ nhé thân thể sẽ nổi loạn ngay lập tức. Ngay lập tức nó sẽ ép bạn dịch chuyển làm gì đó và nó sẽ đưa ra lý do. Bạn phải dịch chuyển bởi vì một con côn trùng đang cắn kìa. Bạn không thể tìm thấy con côn trùng nào khi bạn cố tìm. Bạn không phải là sự hiện diện, bạn là cơn rung rẩy, một hành vi kích thích liên tục. Các tư thế asanas không thực sự liên đới tới bất cứ loại luyện tập vật lý nào mà với một sự tu luyện bên trong của bản thể chỉ hiện diện không làm bất cứ điều gì không dịch chuyển không hoạt động chỉ duy trì sự duy trì sẽ giúp nhập định nếu bạn có thể duy trì một tư thế thân thể sẽ trở thành nô lệ nó sẽ tuân phục bạn và thân thể càng tuân phục bạn bạn sẽ càng có bản thể lớn hơn bên trong một bản thể mạnh mẽ nội tại hãy nhớ nếu thân thể không dịch chuyển thì tâm trí cũng thế bởi vì tâm trí và thân thể không phải là hai thứ tách rời chúng là hai cực của một hiện tượng bạn không phải là cơ thể hay tâm trí bạn là trí thể cá tính của bạn bao gồm cả trí thể và tâm thần tâm trí là phần vi tế nhất của thân thể hay bạn có thể nói ngược lại thân thể là phần trần tục nhất của tâm trí thế nên dẫu điều gì xảy ra trong thân thể đi chăng nữa thì cũng xảy ra trong tâm trí và ngược lại bất cứ điều gì xảy ra trong tâm trí cũng xảy ra trong thân thể nếu thân thể bất động và bạn có thể đạt được một tư thế nếu bạn có thể nói với thân thể im nào tâm trí cũng sẽ im lặng thật sự tâm trí bắt đầu dịch chuyển và cố dịch chuyển thân thể bởi vì thân thể dịch chuyển rồi sau đó tâm trí dịch chuyển theo trong thân thể bất động tâm trí không thể dịch chuyển nó cần một thân thể dịch chuyển nếu thân thể bất động tâm trí bất động bạn nhập định nếu tư thế bất động không chỉ là một luyện tập vật lý nó tạo ra vị trí mà trong đó có thể nhập định thì bạn chứng đắc khi bạn như thế khi bạn nhập định khi bạn biết điều đó nghĩa là gì thì bạn có thể học được bởi vì bạn sẽ khiêm nhường, rồi bạn có thể buông bỏ và rồi không cái tôi lầm lạc nào bám dính lấy bạn, bởi vì một khi nhập định, bạn biết mọi cái tôi đều sai lầm. Sau đó, bạn có thể cúi đầu khi ấy một môn đồ được khai sinh. Để trở thành một môn đồ là một thành tựu lớn. Chỉ thông qua tu luyện, bạn mới trở thành môn đồ. Chỉ thông qua nhập định, bạn mới trở nên khiêm nhường bạn mới có thể cảm thụ bạn trở nên trống rỗng và đạo sư bậc thầy có thể trút toàn bộ bản thân vào bạn trong trống rỗng trong tĩnh tại vị ấy đến và chạm vào bạn giao cảm trở nên có thể môn đồ có nghĩa là người đã nhập định khiêm nhường cảm thụ được cởi mở sẵn sàng tỉnh thức đợi chờ khẩn nguyện trong yoga bậc thầy rất rất quan trọng, tuyệt đối quan trọng, bởi vì chỉ khi bạn gần gũi mật thiết với một bản thể đã nhập định thì chính sự nhập định của bạn cũng diễn ra. Đó là nghĩa của sát san, tức sùng đạo. Bạn đã nghe về sát san, nó được dùng sai. Sát san có nghĩa là trong gần gũi mật thiết với chân lý, tức là gần với chân lý, tức là gần với bậc thầy đã trở thành chân lý chỉ cần gần gũi với vị ấy cởi mở cảm thụ và chờ đợi nếu chờ đợi của bạn sâu sắc chân thành sự giao cảm sâu sắc sẽ diễn ra bậc thầy sẽ không làm bất cứ điều gì vị ấy chỉ đơn giản ở đó sẵn sàng nếu bạn cởi mở thì vị ấy sẽ tràn ngập bên trong bạn sự tuôn chảy này được gọi là sắc san với một bậc thầy bạn chẳng cần học gì hết nếu bạn có thể học sắc san Thế là đủ. Nếu bạn chỉ đơn giản là gần gũi với vị ấy mà không hỏi, không nghĩ, không tranh luận, chỉ hiện diện ở đó sẵn sàng thì bản thể của bậc thầy có thể tuôn chảy trong bạn, thế là đủ. Và bản thể có thể tuôn chảy, nó tuôn chảy rồi. Bất cứ khi nào một người đạt được hợp nguyên, bản thể của người ấy sẽ tỏa rạng, người ấy ngập tràn liệu bạn ở đó để đón nhận hay không thì không quan trọng vị ấy tuôn chảy như một dòng sông và nếu bạn trống rỗng như bình nước sẵn sàng cởi mở vị ấy sẽ tuôn chảy vào bạn một môn đồ là người sẵn sàng đón nhận người trở thành một bào thai bậc thầy có thể thấm nhuần vào người ấy đây là ý nghĩa của từ sắc san nó căn bản không phải một đàm luận sắc san không phải đàm luận có thể có một cuộc đàm luận, nhưng đàm luận chỉ là một sự phiền nhiễu. Bạn ở đây và tôi nói về bản kinh của Patanjali, nhưng đó chỉ là thác ngôn. Nếu bạn thực sự ở đây, thì cuộc đàm luận này, bài nói này, trở thành sự thác ngôn cho bản thể của bạn, cho lý do bạn đang ở đây. Và nếu bạn thực sự ở đây, sắc sàng bắt đầu. Tôi có thể tuôn chảy, và sự tuôn chảy luôn sâu sắc hơn bất cứ lời lẽ nào bất cứ sự giao tiếp nào bằng ngôn ngữ hơn mọi thảo luận trí tuệ nếu bạn là một môn đồ nếu bạn là một bản thể chứng đắc nếu tâm trí của bạn cam kết nghe tôi nói thì bản thể của bạn có thể trong trạng thái sắc sàn rồi đầu của bạn sẽ được đông đầy nếu trái tim bạn mở thì cấp độ cuộc gặp gỡ sâu hơn sẽ diễn ra cuộc gặp ấy là sắc san và mọi thứ khác chỉ là thác ngôn cho việc tìm cách gần gũi với bậc thầy gần gũi là tất cả nhưng chỉ một môn đồ có thể gần gũi bất cứ ai và mọi người không thể gần gũi sự gần gũi có nghĩa là lòng thành yêu thương tại sao không thể gần gũi bởi vì có sợ hãi quá gần có thể nguy hiểm quá cởi mở có thể nguy hiểm bởi vì bạn trở nên dễ bị tổn thương và rồi sẽ khó để phòng vệ do đó chỉ một sự đo đạt an toàn mà chúng ta giữ mọi người cách xa ta. Chúng ta không bao giờ cho phép bất cứ ai bước vào khoảng không nhất định. Mọi người có một địa hạt của riêng mình. Bất cứ ai bước vào địa hạt ấy, bạn đều thấy sợ hãi. Mọi người có một không gian cần được bảo vệ. Bạn thu lưu ở đó một mình trong căn phòng và một người lạ bước vào phòng. Hãy quan sát lúc bạn thực sự sợ hãi. Có một thời điểm mà nếu người ấy bước vào, bạn sẽ hoảng loạn bạn sẽ sợ hãi run rẩy đột ngột bao trùm người ấy không được phép vượt qua ranh giới địa hạt ấy để gần gũi có nghĩa là bây giờ bạn chẳng còn địa hạt nào của riêng mình nữa gần gũi nghĩa là có thể bị tổn thương gần gũi nghĩa là bất cứ điều gì xảy đến bạn không nghĩ về an toàn nữa một môn đồ có thể gần gũi vì hai nguyên do một là người ấy đã nhập định hoặc cố để nhập định một người cố để nhập định cũng trở nên không sợ hãi trở nên liều lĩnh người ấy dường như bất hoại bạn thì khác bạn không có thứ gì đó như vậy do đó bạn sợ hãi bạn là một đám đông đám đông có thể tán ra bất cứ lúc nào bạn không có thứ gì đó như tảng đá mà nó sẽ luôn ở đó dù điều gì xảy ra đi nữa bạn tồn tại mà không có tảng đá nào không có nền móng nào một ngôi nhà làm bằng thẻ bài lung lay thì hẳn sẽ luôn sợ hãi bất cứ cơn gió thậm chí heo may cũng có thể hủy hoại bạn và bạn phải bảo vệ bản thân bởi vì sự bảo vệ liên tục này bạn không thể yêu không thể tin không thể thân thiện bạn có thể có nhiều bạn nhưng chẳng có tình bạn bởi vì tình bạn cần sự gần gũi bạn có thể có nhiều chồng nhiều vợ và những người được gọi là tình nhân nhưng không có tình yêu bởi vì tình yêu cần sự gần gũi tình yêu cần lòng tin bạn có thể có các đạo sư các bậc thầy nhưng không hề có tình sư đồ bởi vì bạn không thể cho phép bản thân hoàn toàn trao cho bản thể của ai đó gần gũi với bản thể của vị ấy kề cận với bản thể của vị ấy vị ấy có thể chế ngự bạn có thể cuốn phăng bạn đi một môn đồ là người tìm kiếm, không phải đám đông. Những ai đã nhập định và kết tinh, những ai ít ra là nỗ lực, cố gắng, chân thành cố gắng trở nên cá nhân, cảm thấy bản thể của mình, làm chủ chính mình. Toàn bộ pháp tu của yoga là một nỗ tự để biến bạn thành chủ nhân của chính mình. Như lúc này, bạn chỉ là nô lệ của rất nhiều, rất nhiều ham muốn. Rất nhiều, rất nhiều chủ nhân ở đó và bạn chỉ là một nô lệ bị kéo đi theo nhiều hướng bây giờ pháp tu của yoga yoga là pháp tu đó chính là nỗ lực từng chút một để thay đổi bản thân nhiều điều khác cần được thấu hiểu yoga không phải là một liệu pháp ở phương tây nhiều liệu pháp tâm lý khá thịnh hành hiện nay và nhiều nhà tâm lý học phương tây nghĩ rằng yoga cũng là một liệu pháp không phải thế nó là một pháp tu. Khác biệt là gì? Đây chính là khác biệt. Một liệu pháp cần thiết nếu bạn ốm. Một liệu pháp cần đến nếu bạn nhiễm bệnh. Một liệu pháp cần đến nếu bạn mắc bệnh. Một pháp tu cần đến chỉ khi bạn khỏe mạnh. Thực sự, chỉ khi bạn khỏe mạnh thì pháp tu mới hữu ích. Nó không dành cho các trường hợp đau ốm bệnh tật. Yoga là dành cho những người hoàn toàn khỏe mạnh xét theo nhãn quan y khoa thì tức là người bình thường họ không bị tâm thần phân liệt không điên rồ không loạn thần kinh họ là người bình thường khỏe mạnh không bệnh hoạn dầu vậy họ trở nên nhận biết rằng bất kỳ cái gì được gọi là bình thường đều vô tích sự bất kỳ cái gì được gọi là lành mạnh đều không có ích gì cần có gì đó hơn thế thứ gì đó lớn lao hơn thiêng liêng hơn và trọn vẹn hơn trị liệu dành cho những người ốm yếu trị liệu có thể giúp bạn đến với yoga nhưng yoga không phải là một liệu pháp yoga dành cho trật tự sức khỏe cao hơn một trật tự khác của sức khỏe một dạng khác của bản thể và toàn thể trị liệu có thể nhiều nhất là giúp bạn điều chỉnh freud nói rằng chúng ta không thể làm hơn thế chúng ta có thể khiến chúng ta thành một thành viên bình thường và hài hòa của xã hội nhưng tự xã hội đã bệnh hoạn thế thì sao nào và thế đó xã hội tự chính nó đã ốm yếu một liệu pháp có thể khiến bạn bình thường tạo nên cảm giác rằng bạn tương thích với xã hội nhưng xã hội thì tật nhược thế nên đôi lúc xảy ra tình trạng rằng trong một xã hội tật nhược một người khỏe mạnh bị cho là ốm yếu một giê -xu bị nghĩ là bệnh tật và mọi nỗ lực được làm để khiến Ngài tương thích. Và khi người ta nhận ra rằng Ngài là một trường hợp vô vọng, thì Ngài sẽ bị đóng đinh. Xã hội tự bản thân nó bệnh hoạn bởi vì xã hội chẳng là gì ngoài một tập thể. Nếu tất cả các thành viên đều bệnh hoạn, thì xã hội bệnh hoạn và mỗi thành viên phải tương thích với nó. Yoga không phải trị liệu yoga không cố gắng khiến bạn tương thích với xã hội nếu bạn muốn định nghĩa yoga theo cách hiểu về hòa hợp thì nó không phải là hòa hợp với xã hội mà là hòa hợp với chính tồn tại đó là hòa hợp với tính thiên nếu có thể một yogi hoàn hảo lại có vẻ điên rồ trong mắt bạn người ấy vượt ra khỏi giác quan khỏi tâm trí của mình bởi vì đã chạm đến điều lớn lao hơn với một tâm trí cao hơn một trật tự cao hơn mọi điều. Người ấy chạm tới tâm trí toàn thể. Điều tương tự cũng diễn ra. Một vị Phật, một giê -xu, một Krishna luôn trong khá lập dị theo cách nào đó. Họ không thuộc về chúng ta. Họ là những người ngoài cuộc. Đó là lý do họ gọi họ là hiện thân, tức Avatar, người ngoài cuộc. Họ như thể đến từ hành tinh khác. Họ không thuộc về chúng ta họ có thể cao cả hơn có thể tốt đẹp có thể thần thánh nhưng họ không thuộc về chúng ta họ đến từ nơi nào đó khác họ không phải là phần thiết yếu trong tồn tại của chúng ta nhân loại cảm giác rất rõ ràng rằng họ là người ngoài cuộc không phải thế đâu họ là những người trong cuộc thực sự bởi vì họ chạm đến giá trị sâu kín nhất của tồn tại nhưng với chúng ta họ như thể người ngoài cuộc bây giờ pháp tu của yoga nếu tâm trí của bạn dần nhận ra rằng bất cứ điều gì được làm tới nay chỉ vô nghĩa đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất hoặc một giấc mộng đẹp đẽ nhất thế rồi con đường tu luyện mở ra trước mắt bạn con đường đó là gì định nghĩa cơ bản là yoga là sự tỉnh tại tâm trí chitta vritti niroda nói thêm yoga là sự kiểm soát ý thức hay tâm trí tức chitta trong tiếng phạn khỏi những dao động tinh thần tức vritti trong tiếng phạn trở lại nội dung chính tôi đã nói với bạn rằng patanjali rất toán học trong một câu đơn bây giờ pháp tu của yoga ông kết thúc bằng từ bạn đây là câu duy nhất được dành cho bạn giờ đây ông đương nhiên cho rằng bạn quan tâm đến yoga không phải như một niềm hy vọng mà là một pháp tu, như một sự chuyển hóa ngay lúc này và tại đây. Ông tiếp tục định nghĩa. Yoga là sự tỉnh tại của tâm trí. Đây là định nghĩa về yoga, định nghĩa đúng nhất. Yoga từng bị định nghĩa theo nhiều cách. Có rất nhiều định nghĩa. Có người nói yoga là cuộc gặp gỡ giữa tâm trí với tính thiên do đó nó được gọi là yoga. Yoga nghĩa là gặp gỡ, tham dự. Ai đó nói yoga nghĩa là từ bỏ cái tôi. Cái tôi là rào chắn. Thời khắc bạn từ bỏ cái tôi, bạn được dự vào thần thánh. Bạn đã ở đó rồi. Chỉ là bạn chưa tham gia thôi, bởi chính cái tôi. Có nhiều định nghĩa, nhưng Patanjali khoa học nhất. Ông nói, yoga là sự tỉnh tại của tâm trí. Yoga là trạng thái vô trí, từ tâm trí bao hàm nhiều thứ. Cái tôi, ham muốn, hy vọng, triết lý, tôn giáo, kinh thư. Tâm trí chứa đựng tất thảy. Bất cứ điều gì bạn có thể nghĩ đều là tâm trí. Tất cả những gì được biết đến, tất cả đều có thể được biết. Tất cả những gì có thể biết đều ở trong tâm trí. Sự tỉnh tại của tâm trí có nghĩa là ngưng lại những gì đã biết ngưng lại những gì có thể biết yoga là cú nhảy vào điều không biết không hẳn đúng khi nói là không biết lẽ ra phải là không thể biết tâm trí là gì tâm trí làm gì ở đó nó là gì thường chúng ta nghĩ rằng tâm trí là thứ gì đó cố định bên trong đầu patanjali không đồng ý và không ai từng biết về thế giới bên trong tâm trí lại đồng ý với điều ấy tâm trí không phải thứ gì đó cố định trong đầu chúng ta tâm trí chỉ là một chức năng một hoạt động bạn đi bộ và tôi nói rằng bạn đang đi bộ cái gì đang đi bộ nếu bạn dừng đi bộ đâu rồi nếu bạn ngồi xuống đi bộ biến đâu mất rồi đi bộ không phải thứ gì đó chắc chắn nó là một hoạt động thế nên trong khi bạn ngồi thì chẳng ai hỏi bạn đặt đi bộ ở đâu rồi chỉ lúc bạn đi bộ thì mới đi bộ đến đâu đó bạn hẳn sẽ cười bạn hẳn sẽ nói đi bộ không phải thứ gì đó cố định nó là một hoạt động tôi có thể đi bộ tôi có thể đi tiếp và tôi có thể ngừng nó là một hoạt động tâm trí là một hoạt động nhưng bởi vì từ ngữ tâm trí mà khiến nó như thể thứ gì đó cố định ở đó tốt hơn hết nên gọi nó là niệm tức mai đình giống như đi bộ tức walking tâm trí nghĩa là niệm tâm trí nghĩa là ngẫm nghĩ nó là một hoạt động và hết lần này tới lần khác tôi lại trích dẫn bồ đề đạt ma bồ đề đạt ma đến trung quốc và hoàng đế trung hoa diện kiến ông hoàng đế nói tâm trí trẫm rất bất an rất phiền muộn Ngài là bậc tu hành vĩ đại và trẫm đang mong chờ Ngài. Hãy cho trẫm biết trẫm nên làm gì để đạt được tĩnh tâm. Bồ Đề Đạt Ma nói, xin đừng làm gì cả. Trước hết, hãy đưa tâm trí của Ngài cho ta. Hoàng đế không thể hiểu nổi. Ông thốt lên, ý Ngài là sao? Bồ Đề Đạt Ma nói, đến đây vào lúc 4 giờ sáng, khi chẳng có ai, hãy đến một mình và nhớ rằng đưa tâm trí của ngài theo cùng hoàng đế không thể ngủ suốt đêm nhiều lần ông đã nghi hoặc ông ta điên thì phải ông ta muốn gì khi nói đến đây cùng với tâm trí của ngài đừng quên nhưng ông ấy cũng thật lôi cuốn thật say mê đến nỗi hoàng đế không thể hủy cuộc hẹn như thể một lực hút kéo ngài đi vào lúc 4 giờ, ông vùng dậy khỏi giường và nói, Dẫu việc gì xảy ra đi nữa, trẫm cũng phải đi. Vị ấy có điều gì đó, đôi mắt ấy nói rằng có gì đó. Vị ấy có thể khá điên, nhưng dầu vậy, trẫm cần phải đi và chứng kiến điều gì xảy đến. Thế là ông ấy tới. Bồ Đề Đạt Ma đang ngồi cùng cây trưởng của ông. Ngài nói, Ngài đến rồi đó ư? Ừ. Tâm trí của ngài đâu? Ngài đã mang đến hay chưa? Hoàng đế nói. Ngài nói thật vô lý. Khi tôi ở đây thì tâm trí của tôi phải ở đây chứ, và nó không phải thứ gì đó trẫm có thể quên đâu đó. Nó ở trong trẫm. Bồ Đề Đạt Ma nói. Thôi được, điều đầu tiên đã được xác quyết. Tâm trí ở bên trong ngài hoàng đế nói đúng vậy tâm trí ở bên trong ta bồ đề đạt ma nói giờ thì nhắm đôi mắt lại và lục xem nó ở đâu và nếu ngài có thể tìm thấy nơi nó đang ở đó và nếu ngài có thể tìm ra nơi của nó hãy lập tức chỉ cho tôi tôi sẽ đặt nó vào sự bình an thế là hoàng đế nhắm mắt lại cố gắng và cố gắng hơn nữa quan sát và quan sát hơn ông càng quan sát thì ông càng lúc càng nhận ra rằng chẳng hề có tâm trí rằng tâm trí là một hoạt động nó không phải là thứ gì đó mà bạn có thể neo bám vào nhưng thời khắc ông nhận ra rằng không phải thứ gì đó thế thì sự phi lý của cuộc tìm kiếm này được phơi bày nếu không có thứ gì không gì được thực hiện điều đó nếu là một hành vi thế thì đừng thực hiện hành vi đó. Đó là tất cả. Nếu nó giống như đi bộ, xin đừng đi. Ông mở mắt, ông cúi đầu trước bồ đề đạt ma và nói, chẳng có tâm trí để tìm kiếm. Bồ đề đạt ma nói, thế thì ta đã trong an tĩnh và bất cứ khi nào ngài cảm thấy bất an, hãy quay vào bên trong nơi bất an nảy sinh. Sự quan sát là thứ chống lại tâm trí, bởi vì một quan sát không phải một suy nghĩ. Và nếu bạn quan sát mãnh liệt, toàn bộ năng lượng của bạn trở thành quan sát và năng lượng tương tự trở thành chuyển dịch và suy nghĩ. Yoga là sự tỉnh tại của tâm trí. Ngày nay ở phương Tây có nhiều lời kêu gọi Zen, vốn là phương pháp yoga của Nhật Bản. Khái niệm Zen xuất phát từ Dhyan. Bồ Đề Đạt Ma đã du nhập Dian đến Trung Quốc. Khái niệm Dian trở thành Chan và trong tiếng Trung Quốc là Chan, thiền. Sau đó du nhập tới Nhật Bản và trở thành Zen. Gốc là Dian. Dian có nghĩa là vô trí. Do đó, toàn bộ sự thực tập Zen ở Nhật Bản chẳng có gì ngoài cách để đoạn niệm, để trở nên vô trí, để đơn giản là không suy nghĩ cứ thử đi khi tôi nói thử đi sẽ có kháng cự nhưng chẳng có cách khác để nói bởi vì nếu bạn thử thử rất nhiều rất nỗ lực thì đều đến từ tâm trí bạn có thể ngồi theo một tư thế và bạn có thể cố vài cha ba tức sự lặp lại thần chú trong thiền định tụng một bài mantra tức chú hay bạn có thể cố ngồi tĩnh lặng không suy nghĩ nhưng rồi không suy nghĩ lại trở thành suy nghĩ. Sau đó, bạn tiếp tục nói, tôi không suy nghĩ, đừng nghĩ, ngưng nghĩ đi. Nhưng tất cả những thứ này đều là suy nghĩ. Hãy cố hiểu điều này. Khi Pantachali nói vô trí, tỉnh tại của tâm trí, ý ông là hoàn toàn tỉnh tại. Ông sẽ không cho phép bạn phát ra một câu chú. Ram, Ram, Ram. Ông ấy sẽ nói rằng, điều này không phải là tỉnh tại, bạn đang sử dụng tâm trí. Ông ấy sẽ nói, chỉ cần dừng lại, nhưng bạn sẽ hỏi, bằng cách nào? Bằng cách nào bạn có thể chỉ đơn giản là ngừng lại? Tâm trí cứ thế tiếp diễn. Thậm chí nếu bạn tỉnh tọa, tâm trí vẫn tiếp diễn. Kể cả bạn không làm thế thì nó vẫn cứ thế. Nói thêm, ram 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 là một lời chú hoặc một khẩu ngữ của người Hindu như một hình thức triệu hồi vị anh hùng Rama, hóa thân thứ bảy của Vishnu. Trong các truyền thống Hindu, người ta tin rằng ở bảng chữ cái, R là từ thứ 27, A là từ thứ hai và M là từ thứ 25. Tổng của một âm Ram là 27 cộng 2 cộng 25 bằng 54 tức là tổng của một ram là 54. Tương tự, tổng của hai ram ram sẽ là 108. Khi chúng ta tụng kinh, chúng ta đếm 108 lần theo tràng hạt. Trở lại nội dung chính. Patanjali nói, Thế nên hãy quan sát, để tâm trí trôi đi, để tâm trí làm bất cứ điều gì nó làm. Bạn chỉ quan sát, bạn đừng can thiệp, bạn chỉ là người chứng kiến, bạn là một khán giả không bận tâm như thể tâm trí không thuộc về bạn như thể nó không phải việc của bạn không phải mối quan tâm của bạn đừng bị phiền nhiễu chỉ quan sát và để tâm trí trôi đi nó trôi đi bởi vì quán tính trong quá khứ và bởi vì bạn luôn góp phần vào dòng chảy đó hoạt động này bị chi phối bởi quá khứ của chính nó thế nên nó trôi đi chỉ cần đừng tham dự, quan sát và để tâm trí trôi đi. Trong rất nhiều, rất nhiều đời, có thể là cả triệu đời, bạn đã tham dự vào nó, bạn góp phần vào nó, bạn dồn năng lượng vào nó. Dòng sông cứ thế trôi đã lâu. Nếu bạn không tham dự, nếu bạn chỉ quan sát không phiền nhiễu, khái niệm của Phật Buôn xả, xa quan sát mà không bận tâm chỉ quan sát không làm bất cứ thứ gì theo bất cứ cách nào tâm trí sẽ trôi đi một lúc và nó sẽ tự ngừng khi quá khứ bị mất khi năng lượng tuôn trào thì tâm trí ngừng khi tâm trí ngừng bạn đã ở trong yoga bạn đạt được pháp tu này đây là định nghĩa yoga là sự tĩnh tại của tâm trí thế thì nhân chứng tự định hình khi tâm trí tỉnh tại, nhân chứng tự định hình. Khi bạn chỉ đơn giản là chứng kiến không bị đồng nhất với tâm trí, không phán xét, không đánh giá, không lên án, không lựa chọn. Bạn chỉ chứng kiến và tâm trí trôi đi. Khi thời khắc cái đến bởi chính nó của chính nó thì tâm trí dừng lại. Khi vô trí, bạn được định hình trong sự chứng kiến của mình. Thế rồi bạn trở thành người chứng kiến, một người quan sát một rasta tức hiện nhân, một saksi nghĩa là người chứng kiến. thế nên bạn không phải là một người thực hiện, bạn không phải một người suy nghĩ. thế thì bạn chỉ đơn giản là tồn tại, tồn tại thuần khiết, trạng thái thuần khiết nhất của tồn tại. thế thì nhân chứng tự hình thành. trong các trạng thái khác nhau có sự đồng nhất với sự điều tiết của tâm trí ngoài trạng thái chứng kiến trong tất cả các trạng thái khác bạn đều được đồng nhất với tâm trí bạn trở nên đồng nhất với dòng chảy của suy nghĩ bạn trở nên đồng nhất với những đám mây thỉnh thoảng mây trắng thỉnh thoảng mây đen thỉnh thoảng mây mưa thỉnh thoảng vắng mây nhưng khi bạn đồng nhất với suy nghĩ đồng nhất với mây và bạn bỏ lỡ sự thuần khiết của bầu trời sự thuần khiết của không gian bạn ngập mây và những đám mây này có đó bởi vì bạn bị đồng nhất, bạn trở thành thứ đó. Một suy nghĩ đến, bạn đối khác và suy nghĩ lóe lên trong tâm trí. Suy nghĩ chỉ đơn giản là sự đói khác, dạ dày cảm thấy đói. Ngay lập tức, bạn bị đồng nhất. Bạn nói, tôi đói. Tâm trí bị lấp đầy với một suy nghĩ rằng, cái đói ở đó. Và bạn dần bị đồng nhất như thế, và nói, tôi đói. Đây chính là sự đồng nhất phật cũng cảm thấy đói patanjali cũng cảm thấy đói nhưng patanjali không bao giờ nói tôi đói ông ấy nói cơ thể đang đói ông ấy nói dạ dày tôi cảm thấy đói ông ấy sẽ nói có cơn đói tôi là người chứng kiến tôi tỉnh táo chứng kiến suy nghĩ lóe lên do bụng phản ánh lên não rằng tôi đói bụng đói patanjali là người chứng kiến bạn thì cứ đồng nhất, bạn đồng nhất bạn với ý nghĩ. Thế thì nhân chứng tự hình thành. Trong các trạng thái khác nhau, có sự đồng nhất, với sự điều tiết của tâm trí. Đây là định nghĩa. Yoga là sự tỉnh tại của tâm trí. Khi tâm trí tỉnh tại, bạn được định hình trong thân thể đang chứng kiến của mình. Trong các trạng thái khác mà thiếu điều này, thì chỉ có sự đồng nhất và tất cả những sự đồng nhất hợp thành sang xa, tức thế giới. Chúng chính là thế giới. Nếu bạn ở trong sự đồng nhất, bạn ở trong thế giới, trong khổ đau. Nếu bạn vượt ra khỏi sự đồng nhất, bạn được giải thoát. Bạn trở thành một Siddha, tức bậc giác ngộ. Bạn ở Niết Bàn. Bạn vượt ra khỏi thế giới khổ đau và bước vào thế giới phúc lạc. Và thế giới đó ở đây, lúc này, ngay lúc này, trong từng khắc thời. Bạn không cần chờ đợi dù chỉ là một lúc. Chỉ đơn giản là người chứng kiến tâm trí và bạn đã bước vào. Chỉ cần đồng nhất với tâm trí thì bạn lập tức bỏ lỡ. Đây là định nghĩa cơ bản. Hãy nhớ mọi điều. Bởi vì sau này, ở lời kinh khác, chúng ta sẽ đi vào chi tiết về những gì được thực hiện và cách để thực hiện. Nhưng luôn nhớ rằng đây là nền tảng một người phải đạt được trạng thái vô trí, đó là mục tiêu. Hôm nay đến đây là đủ rồi. Bạn vừa nghe xong chương 1 của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gối cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, truyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.